Chào toàn thể các bác, hôm nay shop Tuấn Lan lại giới thiệu các bác một cái mẫu quần áo ngụy trang dàn di dành cho các bác chuyên đi bắt ong rừng, ong bầu vẽ, ong khoái, ong trên cây. Thì hôm nay tôi lại giới thiệu vì hàng mới về nên tôi giới thiệu cái video này để giới thiệu cho các bác về cái bộ quần áo này. Đây là bộ quần áo màu dàn di đấy, chất liệu bằng cao su 100% loại 1 các bác nhé. Thì mùa ong 2018 đã đến rồi, thì hàng về rất là nhiều. Thì tôi lại giới thiệu cho các bác bộ quần áo loại 1, chất liệu 100% bằng cao su. Đây là bộ quần sản phẩm, bộ quần áo màu dàn di, gồm có là mũ và găng tay đi liền ủng. Đấy, chất liệu 100% bằng cao su các bác nhé. Đấy, thì đây là nó thiết kế là có một ô thoáng đây. Đấy, ô thoáng đây và rất nhiều ô thoáng. Đấy, đây là đằng trước. Đấy, nó đi cùng với liền ủng luôn. Đấy, đi liền ủng. Và hàng thì cũng nhiều mẫu. Nó thì có rất nhiều size. Đấy, và đi cùng gồm có là nó đi cùng là đây là một cái găng tay rồi, găng tay rồi này, và một cái kính này, và một cái khẩu trang chống độc, và một cái mũ. Thì các bác, tôi khuyên các bác nếu đi bắt ong thì các bác đội cái mũ bảo hiểm xe máy là an toàn và nó êm. Đấy, hàng này chất lượng luôn, giá cả thì rất là hợp lý. Đấy, nó có nhiều size các bác ạ, nó có nhiều size, từ size 41 cho đến 43, 44. Đấy, thì các bác nếu mà các bác tùy theo nhiều size, các bác nếu mà vị cao, bác cao to có thể mặc bộ quần áo 43 hoặc 44. Đấy, các bác nhỏ thì có thể mặc có 41. Đấy, về chất liệu thì bằng cao su, 100% bằng cao su, rất là dày luôn. Đấy, nên là nó có một, đây là cái mình mặc thì mình xỏ chân vào đây. Đấy, rất là dày nên là rất an toàn. Ong bầu vẽ hay ong bạc má hay là ong đất là nó yên tâm, 100% là yên tâm, nên là cũng không phải lo nghĩ gì cả, nên hàng chất lượng luôn, đảm bảo cho các bác là rất là an toàn đi bắt ong bầu vẽ hay ong đất. Nên các bác nếu mà mua thì cứ alo trực tiếp theo cái số điện thoại của shop, luôn luôn để bên tiêu đề, để shop sẽ gửi cho các bác. Các bác ship, tôi sẽ ship cho các bác toàn quốc, gửi qua đường COD. Các bác cũng không phải cọc cạch gì cả, nên là các bác cũng yên tâm về chất lượng. Các bác mua thì cứ alo cho shop. Rất mong các bác ủng hộ shop trong thời gian tới. Và rất cảm ơn các bác đã cập nhật và đã ủng hộ shop trong thời gian qua. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.